Chào mừng các bạn đã đến với bản tin Thế giới đồng hồ được thực hiện bởi Galiwatch. Các bạn thân mến, trong tháng 12, giải thưởng đồng hồ của năm do đồng hồ Thụy Sĩ.vn và Galiwatch thực hiện đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những người yêu đồng hồ tại Việt Nam với hàng chục nghìn lượt bình chọn, đã có 4 cái tên xuất sắc được vinh danh. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Quỳnh Như điểm qua những chiếc đồng hồ này ở trong chuyên mục tin tức đồng hồ các bạn nhé. Ở hạng mục cao quý nhất, đồng hồ của năm 2021, thiết kế được vinh danh đến từ thương hiệu Fredrik Constant là cỗ máy thời gian mang mã hiệu SC310V4NH4 nằm trong bộ sưu tập Highline, đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn đồng hồ trên toàn thế giới. Mang trên mình vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng với bộ vỏ bezel độc đáo và ô cửa sổ lựu cơ Heartbeat đặc trưng của thương hiệu. Mẫu đồng hồ này nhận được số phiếu bình chọn áp đảo từ người dùng cũng như sự đánh giá rất cao từ hội đồng chuyên môn và xuất sắc giành chiến thắng tại giải thưởng năm nay. Được vinh danh ở hạng mục đồng hồ có thiết kế sáng tạo nhất là cỗ máy đến từ thương hiệu Orient mang mã hiệu REAZ001S00E, là thiết kế nổi bật nhất trong dòng sản phẩm kỷ niệm 70 năm ra mắt thương hiệu Orient và Orient Star. Mechanical Classic không chỉ sở hữu vẻ ngoài ấn tượng với phong cách skeleton độc đáo mà còn đánh dấu những đột phá tuyệt vời về mặt kỹ thuật của thương hiệu Orient. Trên mẫu đồng hồ này, lần đầu tiên Orient mang đến cho người dùng một cỗ máy tự động với mức chữ cót lên tới 70 giờ, cao nhất từ trước đến nay của nhà sản xuất Nhật Bản. Nền tảng cho bước đột phá này đến từ bánh xe gai mới được Orient sản xuất nhờ công nghệ MEMS, ứng dụng kỹ thuật in công nghệ cao của tập đoàn Seiko Epson. Với những đột phá về mặt kỹ thuật cùng với thiết kế đẹp mắt, ấn tượng, không bất ngờ khi mẫu đồng hồ đắt giá nhất của Orient được vinh danh tại giải thưởng năm nay. Ở hạng mục đồng hồ thể thao được yêu thích nhất năm 2021, số phiếu bình chọn cũng như đánh giá của hội đồng chuyên môn đều thống nhất lựa chọn thiết kế mang mã hiệu C032-807-225101 đến từ bộ sưu tập DS Action Diver của Stetina. Không có vẻ ngoài xù xì như những mẫu đồng hồ thể thao khác, cỗ máy của Stetina giữ cho mình thiết kế sang trọng nhưng vẫn đủ nam tính, cùng khả năng vận hành tuyệt đỉnh nhờ mức chịu nước lên tới 30 ACM, đạt chứng nhận ISO 6425, công nghệ bảo vệ kép Double Security. Bên cạnh đấy thì cỗ máy này cũng được trang bị dây tóc Nivacron mới là chất liệu đột phá giúp cho đồng hồ chống chọi tốt hơn với từ trường. Giành chiến thắng ở hạng mục đồng hồ cao cấp giá tốt nhất năm 2021 là mẫu đồng hồ Fredrik Constant Manufacturer Flyback Chronograph đến từ bộ sưu tập Manufacturer cao cấp nhất của thương hiệu Thụy Sĩ, cũng như được trang bị tính năng Flyback Chronograph vô cùng đắt giá. Song, giá bán của mẫu đồng hồ này lại cực kỳ hấp dẫn, thấp hơn khá nhiều so với những sản phẩm có cùng tính năng và chất lượng hoàn thiện ở trên thị trường, đúng với phương châm Let more people enjoy luxury của Fredrik Constant. Justin Bieber là một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng và thành công nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Album Purple đã mang về 8 danh hiệu kỷ lục và là mốc son chói lọi ở trong sự nghiệp của anh chàng điển trai. Vậy một ngôi sao lớn như Bieber sẽ đeo gì ở trên cổ tay? Hãy cùng với Galiwatch khám phá ngay những chiếc đồng hồ ở trong bộ sưu tập của Justin Bieber các bạn nhé! Đầu tiên, Rolex President Day-Date. Rolex Day-Date được người ta biết đến với biệt danh Tổng thống khi dòng đồng hồ này được rất nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới tin dùng. Day-Date trở thành biểu tượng của sự thành công và giờ đây thì đã được ưa chuộng sử dụng hơn ở những người trẻ tuổi, thành đạt và trong đấy thì có Bieber. Phiên bản mà nam ca sĩ sử dụng được làm bằng vàng 18K với các viên kim cương tròn ở trên viền bezel và những viên kim cương baguette trên mặt số màu xanh xanh. Giá bán của sản phẩm hiện nay ở trên thị trường là gần 20.000 USD. Thứ hai, Rolex Datejust 41. Bieber đã đeo chiếc Rolex Datejust trong video pop star của DJ Khaled và Drake. Thiết kế này có kích thước 41mm, làm hoàn toàn bằng vàng trắng với mặt số màu xám lì và các chữ số là mã sơn màu xanh. Được biết, sản phẩm đang được bán với giá gần 12.000 USD. Bieber đã đeo một chiếc Rolex Cosmograph Daytona từ những năm 2010 và đó là chiếc đồng hồ sang trọng đầu tiên mà anh sở hữu. Khi ấy thì nam ca sĩ mới 19 tuổi và anh vẫn đeo nó cho đến ngày nay. Mẫu thiết kế mà Bieber lựa chọn được làm bằng vàng 18K nguyên khối với mặt số màu xanh xanh kết hợp với vạch viên kim cương cổ điển. Thứ tư, Cartier Valentino.
Ra mắt vào năm 2007, Belle & Blur là một trong những bộ sưu tập trẻ trung dành cho cả nam và nữ giới. Điều khiến cho Belle & Blur trở nên khác biệt là lớp vỏ tròn hoàn hảo và núm vặn được thiết kế đặc biệt, sử dụng màu xanh lam đặc trưng của Cartier. Bieber được bắt gặp khi đang sử dụng hai phiên bản Belle & Blur, một chiếc có kích thước là 42mm làm bằng vàng hồng 18K và một chiếc làm bằng vàng trắng 18K với gờ kim cương. Hiện nay giá bán của một chiếc Belle & Blur có thể lên tới 12.500 USD. Bieber coi chiếc Audemars Piguet Royal Watch là một trong những món đồ yêu thích nhất của mình. Từ việc đeo một mẫu thép không gỉ 41mm hiện đại, anh ấy đã sưu tập thêm một cỗ máy phong cách cổ điển vào bộ sưu tập. Thiết kế được nhắc đến là mẫu năm 1977 là bằng vàng 18K với mặt số bằng bạc. Sản phẩm này là món quà sau đám cưới của anh với người mẫu Hailey Baldwin. Tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới kể từ khi ra mắt, bộ sưu tập PRX của Tissot hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong năm 2022. Và mẫu đồng hồ xuất sắc nhất của bộ sưu tập lần này, chiếc Tissot PRX Powermatic 80 với thiết kế demi sẽ là nhân vật chính trong chuyên mục đồng hồ của tuần ngày hôm nay. Hãy cùng khám phá ngay chiếc đồng hồ này các bạn nhé! PRX là tên gọi của dòng đồng hồ thể thao sang trọng từng được ra mắt những năm 70 của thế kỷ trước. Cái tên PRX là sự kết hợp giữa precise, chính xác, robust, mạnh mẽ và X chống nước 13. Điểm nhấn của PRX Powermatic 80 chính là cỗ máy tự động 23 chân kính, có khả năng chịu cót lên tới 80 giờ, cực kỳ xuất sắc, tới từ tập đoàn Smart Group. Thiết kế vỏ của PRX Powermatic 80 giống với PRX Quad nhưng dày hơn một chút với 10,9mm và cả mặt trước, sau đều được bảo vệ bằng lớp kính sapphire nguyên khối chống chảy. Riêng phiên bản bạn đang chiêm ngưỡng được trang bị thêm phần viền vỏ làm từ vàng 18K, giúp cho thiết kế trở nên sang trọng và cuốn hút hơn bao giờ hết. Ngoại hình thu hút cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ với mức giá chỉ dưới 20 triệu đồng, đây chắc chắn sẽ là chiếc đồng hồ được săn lùng nhất trong năm 2022. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình hôm nay. Và tôi là Hoàng Nam, nhân viên kỹ thuật tại trung tâm bảo hành đồng hồ Galicare tại cơ sở 146 Nguyễn Văn Toàn. Và hiện tại Hà Nội đang bước vào những ngày đông, thời tiết se se lạnh, thì có một vài người đã hỏi tôi rằng: anh ơi, không biết đồng hồ của em tại sao lại mùa đông nó lại chạy nhanh hơn mùa hè? Thì thời tiết có là yếu tố gây nên sự sai số của đồng hồ không ấy? Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn một số thông tin, những nguyên nhân mà gây nên ảnh hưởng đến độ sai số của đồng hồ nhé. Đầu tiên thì thời tiết cũng là một phần yếu tố để gây lên độ sai số của đồng hồ. Ở Hà Nội hay là đặc biệt là miền Bắc Việt Nam thì có bốn mùa rõ rệt quanh năm: đông, xuân, hạ, thu, đông, mùa đông lạnh và mùa hè nóng. Thì nó cũng có thay đổi sự giãn nở của nhiệt dẫn tới đồng hồ có sai số. Ngoài đó cũng là chỉ là một phần nguyên nhân, có rất nhiều nguyên nhân khác dẫn tới độ sai số của đồng hồ nữa, như là đồng hồ bị nhiễm từ này. Khi mà đồng hồ gặp với những vật dụng điện tử có từ trường thì nó sẽ dễ bị nhiễm, làm cho đồng hồ chạy không chuẩn xác nữa. Còn nhiều nguyên nhân khác chủ quan khác, như là khi mình đeo thì có thể va đập vào những rơi này, va đập ấy, thì cũng dẫn tới cho đồng hồ mình chạy sai số. Còn một vài người thì có thể để đồng hồ khá lâu mà chưa đi bảo dưỡng thì đồng hồ nó cũng chạy sai giờ nhiều, thường thì xu hướng sẽ chậm đi. Vậy thì làm cách nào? Những cái trường hợp như thế thì bên trung tâm chúng tôi sẽ xử lý như nào ấy? Thì mời các bạn theo dõi trong hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Trên tay tôi là một chiếc đồng hồ Orange Star vừa mới nhận của một khách hàng đến để kiểm tra bảo dưỡng, để kiểm tra độ sai số của đồng hồ. Thì bên cạnh tôi là một chiếc máy Quichi được nhập khẩu từ Thụy Sĩ mà Galicare đã trang bị cho phòng kỹ thuật. Bây giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra độ sai số của đồng hồ nhé. Hiện tại thì như các bạn có thể thấy được thì thông số của đồng hồ đang hiện lên trên màn hình. Thì với thông số này thì nó đang thể hiện được là ở cái số đầu tiên từ đang nhảy là âm 4,9
S trên D, có nghĩa là đây là phần size số một ngày mà đồng hồ đang chịu. Ở đây thì mức đồng hồ này đang nhảy là lúc là chậm 8 giây này, lúc thì chậm 7 giây thì nó sẽ hoạt động như thế. Với đồng hồ Oresta thì mức size số của nó trong cho phép là trong 10 giây một ngày thì là hạn mức cho phép của chiếc đồng hồ này. Oresta thì có tần số là 21.600 thì nó được thể hiện ở dưới đây là tần số 21.600. Với đồng hồ và biên độ dao động của nó đang ở mức cân bằng thì là ở bình thường sẽ đồng hồ sẽ chuẩn nhất sẽ là 0.0, độ cân bằng của đồng hồ sẽ là 0.0. Thì nhưng 0.1 vẫn có thể chấp nhận được đối với những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng được một vài năm rồi. Với đây là biên độ dao động, nó thể hiện được biên độ dao động của đồng hồ. Còn với phần tiếp theo là phần số 289, nó thể hiện lực cót của đồng hồ của mình. Với đồng hồ Oresta ấy, thì lực cót có thể cho phép trong từ 270 đến 300. Lực cót của nó như thế là đạt yêu cầu so với đồng hồ mà cũ hay mới thì nó sẽ thể hiện được. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đo các chiều của đồng hồ nhé. Các bạn vừa xem xong quá trình mình kiểm tra độ sai số của đồng hồ trên máy đo Wichi. Với thông số như vừa mình kiểm tra thì đồng hồ đang đạt tiêu chuẩn cho phép sai số của nhà máy sản xuất. Vậy thì đấy là chiếc đồng hồ mà đang trong mức ổn định. Vậy thì còn những chiếc đồng hồ mà sai số nhiều hơn mức cho phép thì sao? Thì với những chiếc đồng hồ như thế thì bên Galaike sẽ xử lý là sẽ tháo bộ máy ra kiểm tra và sẽ điều chỉnh trên thanh gạt nhanh chậm của đồng hồ, rồi mình sẽ tiến hành đo lại đến khi nào mà đồng hồ đạt mức tiêu chuẩn thì thôi, thì sẽ gửi trả cho khách. Đối với những trường hợp mà khô dầu hay là đồng hồ chưa ổn định ấy, thì bên Galaike sẽ nhận lại và kiểm tra và bảo dưỡng lau dầu lại và vẫn gạt nhanh chậm đến mức ổn định thì sẽ là đạt tiêu chuẩn thì sẽ gửi trả cho khách. Và đó cũng là chia sẻ của mình về cách kiểm tra và xử lý những chiếc đồng hồ đang bị chạy nhanh chậm. Không biết các bạn có bị gặp từng tình trạng tương tự không? Nếu mà các bạn có thì hãy mang qua các trung tâm của Galaike để chúng mình có thể kiểm tra, xử lý và khắc phục lại cho các bạn. Thì nếu bạn có chiếc đồng hồ chạy ổn định nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hy vọng rằng bản tin Thế giới đồng hồ của GaliWatch đã mang lại những thông tin hữu ích dành cho các bạn. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của GaliWatch để không bỏ lỡ những thông tin đáng chú ý về ngành đồng hồ trên thế giới cũng như về những sản phẩm đáng chú ý tại Việt Nam các bạn nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.